Vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở sau đít một chiếc ghe khá là bự các bạn. Thì chút nữa đây thì chiếc xe cuốc sẽ rút cái chương trình ở sau lái ra ha. Thì mình sẽ nói sơ qua của chiếc ghe này nha các bạn. Chiếc ghe này có chiều dài là 22m, chiều ngang là 5m4, chạy hộp số là 9,5 tua. Cái máy là Cummins V28 đó các bạn. Đây láp thì 140. Đây bây giờ thì anh Văn La Nguyễn anh đã chuẩn bị một chiếc xe cuốc rồi nè. Cái chân vịt là 2 mét mấy ha, rất là bự. 4 cánh, 5 cánh gì đó thì các bạn cùng xem nha. Hoa này rút lên cũng hơi đắm đuối lắm đây. Đó, bắt đầu thì cái gào của chiếc xe cuốc đang gầm gừ ở bên dưới, sôi tim ở dưới luôn thấy không? Ở trong bắt đầu nhúc nhích rồi đó. Đây là chiếc cạo đôi nha. Đó, gà đó các bạn. Lên đây cho các bạn xem ở bên trong nè. Trời, cái nón của người ta mà đưa. Đây ở bên trong nè các bạn. Đây là cái Cummins V28 nè. Kia bò lên cái máy luôn nè, rút cái cùi tô ra đó các bạn. Đây các bạn, sau khi một hồi nhém nước, nhém đổ lụ đồ thì bây giờ thì sẽ chuẩn bị cho cái xe cuốc ra nha, nó lộn cho dung dịch ra. Này các bạn coi, cái này đỡ tắn lên lại, tắn mấy rồi? 4 cánh hay 5? 4 cánh nè. Thao gì anh? Tắn máy là lát chương dịch. Rồi cái xe cuốc nghỉ bên luôn kìa. Đây ấm ba la mở ra câu chuyện cổ tích rồi nha. Vẫn chưa ra nữa kìa. Nó vẫn rị rị ở bên dưới kìa các bạn. Đó, anh Văn Lai Nguyễn thì ảnh đang nói chung là cái này cũng hơi khó lái, khó điều khiển tại không thực thấy ở bên dưới, nhưng mà cái chương dịch đã được móc vô với cái cần cẩu rồi. Cái xe cuốc cũng tới nước rồi, vẫn chưa ra. Nhóm ra chưa anh? Được. Rất là nặng nha các bạn, 1 tấn mấy á. Đắm đuối rồi. Chút nữa. Đang lấy gà, đang rút gà. Vì cái láp thì nó cũng hơi dài ha. Gà chưa ra hết cho anh? Còn dài lắm à. Láp nó mà dài mấy mét? 3 thước à. Nó lên rồi đó. Có hiểu, dưới này là nước mặn nha các bạn. Này này tháo này ra để đổi cái dung dịch dài hơn. Đây bây giờ thì thằng em bên dưới sẽ phóng xuống ngăn mở cái dây gào ra nha. Bên kia nó phức cái gào rồi. Chúc cho các bạn mọi người xem khẩu lên nó bự như thế nào ha. Ủa có cậu dưới chưa ta? Nó qua cái lên luôn đi.
Trời má ơi, tính ra rồi. Đây xong nãy giờ thì ảnh buộc dây thì bắt đầu sẽ đem lên. Cái cọng dây này chịu nổi không tại? Chút xíu. Tại vậy thằng em bên dưới nó sẽ chuẩn bị làm gì đây? Đi lên hả? Đó thì dịch chút sẽ lôi đường đó nha. Bự dữ à. Bây giờ cũng lâu rồi đó. Thấy rất là lâu luôn các bạn thấy chưa, bởi cái độ bự mà cái gì nó cũng phải tốn nhiều thời gian hết. Này phải có cái cam quay dưới nước quay cho mọi người xem ha, quá trình mà cái cốt ở trong nó nhóm ra như thế nào đó. Bây giờ anh đang đợi cho chiếc xe cuốc áp sát vô cái chiếc tàu cá rồi sát rồi đó anh. Lên rồi các bạn. Rồi quý vị
xuống kìa. Trời ơi, cái này rút hết khối luôn. Trời ơi, quá rồi. Đây là chú rồi. Quá thẳng luôn. Chịu đâu trời. Chịu lên anh buộc cái lại. Rồi anh chạy khác đi ba ơi. Sợ. Sợ đứt. Chịu lên thông lên cái hả? Ai đâu ơi. Anh sợ đứt gì các bạn. Hát đây cho đấy chạy xuống bóc được cái dịch lên lên còn cho đeo đi. Bụng nó chịu cho một châu đi anh hồng xuống cái lần bóc luôn. Bây giờ thì mấy anh em dưới đang chịu vô ha, để chuẩn bị hồi lấy cái trọng lò tối á các bạn. Buộc dưới luôn, buộc trực tiếp ở dưới luôn. Chịu trên đây. Có tàu đấy, chịu quá cho cái hả? Tàu. Thế nào mấy anh, tôi ngồi chạy theo. Ăn cắp chưa? Cái gì nhện nhện ở dưới vậy? Mở cổng cũng yên rồi. Mẹ ơi sao rút nữa? Được không? Được thì khỏi rút. Khỏi rút đi, dính kẹt rồi. Quá dài các bạn, cái còn sâu ở dưới dữ dằn ha. Bỏ đi, bỏ đi. Bé lái à. Bé lái đi vào lịch sử. Men luôn bây giờ. Trời ơi má ơi đưa lên rồi kìa. Chín chẹt rồi. Chạy thôi. Hết rồi, chín chẹt rồi. Bao bọc gì mùng mền chiếu gối rồi vỏ xe gì tùm lum đây nha các bạn. Đó. Siêu to siêu khổng lồ. Đây là bằng chất liệu là bằng ổ dính vỏ xe vô đẹp quá ha. Dịch là bằng thao ha. Chứ không phải là bằng đồng nữa nha. Nó quay rồi. Đẹp trời chưa. Quay rồi. 361 độ luôn. Tóc dây luôn rồi. Gác kiếm lên đó cái là xong rồi đó các bạn. Ôi ôi cái láp kìa, láp 100 mấy á. Để em chuyên dịch lên cái công phu hết hồn như cái thước bản trời thiên ha. Ôi láp gì mà cục thế ta. Bự có dính sình lòng thòng luôn. Cái này lên gỡ ba cái cỏ gác nó ra cái mũi trời rồi. Bạn thấy chưa, bạn thấy con người ta với chiến dịch nó bự ghê chưa. Xong
hạ cánh an toàn nữa.